chào mọi người, chào các bạn và mọi người đã quay trở lại Thiên Vũ. Thì với video video clip lần này thì Thiên Vũ sẽ thử mẫu ruột bên trong hai chiếc lo của thương hiệu SE Audio Technic này coi nó như thế nào. Và ở đây là hai series, ở đây là dòng Serica thì có mức giá, và ở đây dòng K10 thì nó có mức giá hiện tại là 12 triệu mấy trăm. Còn với cái dòng này thì khá là đắt, nó khoảng tầm 22 triệu một cặp, rất là đắt và công suất lại rất nhỏ, lo bass chỉ có bass 20 thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ mổ ruột thử hai con này, hai dòng series cùng một thương hiệu và hai series ở bên trong nó có gì và có gì khác biệt mà giá thành lại chênh lệch bây giờ với nhau như thế này. Thì video clip này mang tính chất là chia sẻ vui, mọi người nếu thấy hữu ích và thấy vui thì nhớ đừng quên bấm like, bấm đăng ký và nhớ nhấn vào chuông để theo dõi những video clip mới nhất từ Thiên Vũ. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra coi mẫu ruột bên trong coi nó có cái gì bên trong nha mọi người. Rồi bây giờ em giúp cái con này trước nha. Con dòng sau trước. Phần lưới nè. Bây giờ đầu tiên thì mọi người đánh giá về cái nước sơn của con này. Đó thì nó rất là cái loại sơn rất là mượt. Thì những video clip trước em đã chia sẻ và cùng mọi người. Thì bây giờ hôm nay Thiên Vũ. Rồi bây giờ ok. Thì sau cái lớp lưới này nó sẽ có gì? Rồi mời bạn quay phim xa lên xíu, mình sẽ chia sẻ mọi người thấy rõ hơn. Thì sau lớp lưới này á, thì em thấy là nó có một cái tấm lưới đó, có thể theo em nghĩ là cái tấm lưới gọi là tiêu bớt âm. Nó dùng nó để nó tiêu bớt cái tạp âm bên ngoài, nó không ra hết, và một phần là nó sẽ bảo vệ luôn cả cái khối cái bụi á, bụi bặm ở ngoài á, vô cái ảnh hưởng đến củ lo của mình đó. Thì nó chỉ có như thế thôi. Và đây là có logo của nó. Về nước sơn thì rất là tuyệt vời, về khung thép nó rất là chắc chắn, rất là cứng cáp, giống như kiểu nó sản xuất ra nó có cái khuôn á. Ok, vậy bỏ phần này đi, quan trọng là lo thôi. Em sẽ review cái lo cho mọi người. Rồi, ok, đây là cái phần loa. Thì phần loa nó thì cũng mọi người thấy như thế nào? Mọi người cho em cái đánh giá. Rồi. Đây là bên trong cái chiếc loa dòng Serica của thương hiệu SE Audio Technic. Đây là thương hiệu của Đức và được lắp ráp tại Trung Quốc. Và được phân phối qua thị trường Việt Nam các bạn. Đây là hàng chính hãng của Đức đàng hoàng, chứ không phải là hàng nháy hay hàng được OEM lại. Rõ ràng không phải là mình đặt hàng ở Trung Quốc hay là mình OEM lại. Nó có đầy đủ COCQ, đầy đủ hàng nhập cho mọi người cùng xem. Mời bạn quay rõ cái cảnh cái đường viền của nó đi. Rồi zoom lại đó, giờ em sẽ quay cận cảnh cho mọi người ha. Ở đây là cái nước sơn nè, cái được cái chất sơn nó rất là chất nè. Đúng không các bạn? Đấy, nó rất là chất. Còn viền của nó thì nó có phân rất là dài, nhưng mà Thiên Vũ sẽ cũng chia sẻ thật vấn đề cho mọi người cùng xem. Đối với những cái dòng của SE Audio Technic á, thì nếu mà nói về phần củ bass á, thì bản thân nó sẽ không có perfect hơn so với những dòng như JBL hoặc là những dòng LV. Thì củ bass nó sẽ khá là dày và nó khá là lực. Riêng với cái thương hiệu SE này á, thì Thiên Vũ đánh giá và làm rất là nhiều. Thì các bạn muốn sử dụng khai thác được full con tính năng của này á, thì các bạn cần phải có thêm một chiếc subwoofer, là sub điện hoặc sub hơi, để hỗ trợ phần bass, vì SE phần bass rất là yếu, nhưng mà nó rất là dày tiếng và đánh rất là đã. Vì bản thân cái con này thiết kế đó hầu như là nó sẽ, nhà sản xuất nó đã đi thiên về cái dãy trung và dãy cao, nó đánh rất là sáng tiếng và rất là dày đó. Củ lo bây giờ em sẽ mở thử bên trong củ lo tép, hai cái lo tép của nó và cái full ở bên trong nó có gì trong đó. Hôm nay sẽ chia sẻ mọi người nhớ đăng ký theo dõi và nhớ bấm chuông để xem video clip mới nhất của Thiên Vũ nha. Và đừng quên, nếu ủng hộ thấy những chia sẻ này hay và thú vị với mọi người, và mọi người nhớ đóng góp ý kiến cho Thiên Vũ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cua ra.
Rồi, mày bảo quay vô thẳng ngay trực tiếp cho tao, quay từ trên xuống luôn. Mình sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Rồi, gác này không to hơn rồi, chắc là con này. Ok, vừa. Wow. Bên trong nó bỏ cái gì mà nhiều dữ vậy à? Rồi bây giờ là để mình bứt nó ra cái đã. Cụ lo chưa gì hết thấy mở ra cái chữ SE Auto Technic kìa đấy. Chà. Nó cứng quá mọi người ạ. Rồi, giờ đầu tiên chúng ta về phần cụ lo đi. Đó. Về phần củ lo thì các bạn nhìn xung quanh thì ở đây là cái củ 500 của nó. Đây, bạn Bảo quay gần gần giúp mình đi nha, quay cận cảnh chi tiết xung quanh từ cái phần bên trong của chiếc lo nó như thế nào. Đó. Đó, các bạn có thể thấy. Đây là vân, ở đây là cái vân bên trong của nó nè mọi người. Đây là vân giấy của nó. Ok, thấy không? Rồi. Phía bên này. Cả rồi ở phía trên Thiên Vũ thấy á thì để Thiên Vũ bứt cái này ra đã, nó cứng quá, nó cứng quá mọi người ạ. Thấy mọi người thấy nè, ở trên cái khoảng này thì nó lại có cái số series cũng như là cái mã của cái này ở trên cái chiếc tem, và nó cũng có một số series riêng của trong cái cũ này luôn đó. Zoom lại cho các bạn thôi, cần nét nó seaudiotechnic.com. Thì mọi người đây là trang web này của nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Các bạn cứ lên đây các bạn tham khảo ha. Rồi Bảo dịnh đi để mình. Rồi Thiên Vũ sẽ quay ở bên phía bên trong của nó có cái gì ở trong. Thì ở phía bên trong này thì Thiên Vũ cái đầu tiên đập vào mắt đó chính là hệ thống phân tầng. Rồi các bạn tự đánh giá nha, Thiên Vũ sẽ không nói gì. Để cho các bạn và mọi người khách hàng cũng như là các bạn đang theo dõi YouTube, Thiên Vũ sẽ tự đánh giá từ con tụ. Thiên Vũ chỉ nhiệm vụ là chỉ quay cận cảnh cho mọi người cùng đánh giá nha. Rồi, ok. Từ chi tiết rất là cận cảnh cho mọi người cùng xem. Quay bên trong luôn. Đây, nó có cái gì bên trong. Đây mọi người cứ xem ha. Rất là nét. Thiên Vũ zoom rất là sáng. Để zoom sáng lên nữa. Ok. Đây là con tụ của nó. Ok. Bạn thấy không? Có nhìn cái màu cái thanh đồng này rất là đẹp nha mọi người ạ. Cái này nhìn nó đẹp lắm. Cái màu nó rất là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn. Đây. Rồi, ok. Rồi. Ốc vít nó dính trên đây hết rồi, để mình lấy ra đã. Từ từ. Rồi xong. Rồi, mời bạn Bảo đóng lại đi. Hạ xuống. Rồi được, 1/5 được rồi, xong. Giờ cứ đến thì Vũ sẽ bắt đầu mở cái con tép này ra. Cái củ chép dây cao ra, rồi. Bên trong cái con chép này nó có gì? Mỗi con ốc mà họ đều cơ một lớp nhựa để cho nó chống rung nè. Rồi, mọi người thấy nè, thì ở đây cái chép càng thì thiết kế quay mình quay về hướng này cho mọi người theo. Thì hướng thẳng cái chép càng nó thiết kế cũng khá là độc. Chất nhựa nó cũng làm rất là bóng, nhựa cứng. Rất là bóng, và nó thiết kế ở đây thay vì những cái chép khác á, thì nó lại là đều hết vô, nhưng mà ở đây thì nó lại vét góc ra bên đây. Nó lại nhô hai phần góc bên đây ra, bạn thấy nó nhìn nó giống như cái mũi con cát vậy đó. Nó kiểu như là tựa như vậy. Giờ mình mở coi phía sau con này nó có gì trong đây nữa. Mở luôn. Đó thì nó cũng như những con khác thôi, nó có một phần tầng. Rồi. Đây là củ lo của nó.
là cái tép đó, sản phẩm của nó. Rồi sẽ quay cận cảnh cho mọi người cùng xem đó. Mọi người thấy không, đây là cái củ tép của thương hiệu SL tiếng Đức của Đức. Nó cũng làm việc, nó cũng thấy thiết kế cũng khá là đơn giản. Bên trong của thùng của ngay chỗ tép này thì nó lại có hai cái ốc vít nhựa với lại cái lớp gỗ á, để nó tránh va chạm với cái cụ từ này. Bên trong gỗ làm cũng khá là cầu kỳ mọi người ạ. Nó được ghét rất là nhiều cây đi qua lại với nhau. Nó không có đơn giản như những cụ kia chỉ cần bắt vô là hai bên ở bên trong thì nó trống, nhưng mà ở đây nó ghét cây rất là nhiều. Đó, ok. Thì coi như là Thiên Vũ đã giới thiệu xong và mở thử ruột ở coi bên trong của cái dòng Ska này cho mọi người cùng xem. Mọi người có đánh giá thế nào? Đây là đúng chiều của nó đã. Để xài nguyên lý học của các anh nữa. Rồi, như vậy là mình đã mở được cái dòng Ska cho mọi người cùng xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới tiếp là chúng ta sẽ mở cái dòng dòng V. Dòng V rất là đắt nha mọi người. Rất đắt, mà hai tấc thôi, cái này là hai tấc thôi mà giá nó đã hai mấy triệu rồi. Và lát nữa mình sẽ bắt cái này xong mình bỏ thẳng đi rồi. Mình cũng bỏ luôn một bên. Rồi, sau nãy là đã là dòng ca thì bây giờ Thiên Vũ sẽ mở dòng dòng V cho mọi người cùng cùng theo dõi là tại sao nó lại đắt thế này nha. Ok, mình đã mở xong toàn bộ cái vít rồi và lại bảo em rồi mở. Nè mọi người, cặp này nó đang có mức giá như thế này nè, gần 24 triệu. Cụ lọc bé tí. Cụ lo nó bé tí à, bụi quá cái lưới. Các bạn biết tại sao cái này nó bụi đến thế không? Tại vì cái củ lo này thì là cái thiết kế cái lưới nó khác so với cái dòng series 2. Cái dòng series 2 cái lưới cái lỗ nó giống như bông khoáng á, thì nó sẽ xe nhỏ hơn và bụi khó đi vào. Còn cái dòng lưới của cái dòng V này á, thì nó lại là cái lỗ khoảng trống rất là hở. Nó kiểu như nó làm bằng cái lưới bằng giống như là mành kẽm vậy đó mọi người. Bản thân nó chỉ bằng dây cước thôi. Đó, nhưng mà cái lỗ nó khá là to nên chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến là vấn đề là bụi này, tại vì bụi nó trưng bày nó cũng rất là lâu luôn rồi đó. Wow. Rồi bên trong mọi người thấy không? Ok. Rồi. Hai mươi mấy triệu này nó có gì bên trong đây? Giờ mình tiếp tục sẽ bắt đầu mở cái ruột. Vô. Về đánh giá sơ bộ bên ngoài thì ở đây thì cái họng tép con này nó sẽ nhỏ hơn nè mọi người. Nó giống như con kia nhưng mà đây nó hẹp hẹp vô hẳn luôn. Hai cái mọi người thấy không? Nó còn sâu bên trong nữa, ở ngoài cái viền này còn sâu bên trong nữa nè. Bụi quá trời bụi luôn. Nó còn mới can xì ben luôn, cái này hàng mới 100% luôn mà bụi quá. Quá trời bụi luôn nè, chà cái ra này không mọi người. Chà cái ra sạch sẽ liền à. Bụi quá. Đây bên trong. Rồi ok. Cụ lò nó thiết kế cái vành nó bằng gì đó, cứng lắm mọi người ạ. Không biết bằng nhựa hay bằng gì á. Ở đây mình vẫn còn thấy những cái silicone của nó vẫn gần đây nè. Mình chụp hình ảnh thực tế cho mọi người xem. Đấy, rồi, ok. Đây là dòng V. Rồi. Xong. Mời bạn quay lại gần đi ha. Rồi mọi người thấy thì sau đây mình mở nó hết, mình đang lau chùi cho nó sạch sẽ là trời gì đâu mà nó dơ quá. Dơ quá dơ luôn. Rồi cái về cái vành này so với dòng KI12 á thì bây giờ để coi mình sắp xếp như thế nào để coi có thể mọi người có thể so sánh. Thì mình chắc mình sẽ để hai con lại cho mọi người so sánh. Về cái vành, cái đường giấy này nó thiết kế như kiểu giống như lo mấy cái dòng lo bô 301 series 5 á mọi người. Những cái dòng bô cái chất liệu á, chất liệu và cái cách nó làm nó tương tự những cái dòng đó. Đó, các bạn thấy lý do mà tại sao mà cái lực đánh không? Vì bản thân cái con cái gân của nó đó đánh rất là ngắn. Độ giãn không nhiều nên bởi vì bass đối với những dòng CBL thì cái độ sâu của nó cũng rất là rực. Con này nó đánh không nảy được bởi vì cái dòng này nó sẽ có thiếu bass. Thì bạn muốn sử dụng được SE để ra được cái âm sạch sẽ và chi tiết mà hát dày á, các bạn phải cần hỗ trợ. Muốn xài cặp loa này, chúng ta thương hiệu này, chúng ta phải có thêm một cái bass sub. Tức là phải có sub. Rồi mở bên dưới lên coi. Nó cứng quá.
dạ, thôi giờ mở bên cái tép trước đi. Ờ, cái tép này mình mở ra bên trong đây. Rồi, mời bạn quay ở bên trong. Đó, đây là bên trong của cái đầu te mọi thứ. Rồi, ok. Đây bên trong. Đó, nó cũng có series riêng phân tầng. Rồi có rồi, ở đây là cái túi tiêu âm của nó cũng làm khác. Nhưng mà con này thì ở bên trong phần gỗ thì nó làm có một cái gì đó đơn giản hơn so với con cái dòng ca. Thì giờ mình sẽ mở bên kia. Đây, còn đây là cái cũ. Đây là cái tép tràng của nó đây. Đây bên trong. Mọi người à, để mở ra cho mọi người cùng xem. Rồi, dạ. Rồi, ok. Đây là con tép tràng. Đang quay cận cảnh. Rồi, quay từ trên xuống dưới luôn. Đang quay xung quanh rõ cho mọi người cùng tham khảo, cùng xem. Và mọi người tự đánh giá nha. À, về bên trong nó như thế nào, thiết kế như thế nào, về nước sơn, cái chất liệu nhựa nó làm đẹp lắm mọi người ạ. Chất là nhiều quá nè, cái kèn của nó nè, làm rất là đẹp. Bên đây nó cũng có số email riêng luôn. Tại vì bản thân là chưa mở bao giờ luôn. Dòng V này chưa mở bao giờ luôn. Rồi, ok. Con này cái cũ nó nhìn nó độc lắm mọi người ạ. Rồi, ở đây là cái cũ lo. Đây là cái cũ loa của dòng series V. Đó. Để Thiên Vũ mở ra. Mở ra cho mọi người. Rồi, ok. Ở đây là dòng loa dòng V. Nó cũng có email riêng của nó cũng có thiết kế riêng. Đấy, mọi người thấy không? Zoom liên tục nha để cho mọi người thấy được. Nó có một mảnh lưới ở đây nữa nè. Đây mọi người thấy không? Đó, cái bộ dẹp đây nè. Nè, rồi. Rồi, mình để đây. Mọi người đánh giá rồi. Rồi, mọi người đánh giá sao về cái lo này nè. Quay đây nè. Rồi. Đó, đây là hai cái. Đây là củ tép. Và ở đây là củ bass của dòng SE Series V. Có mức giá là 20 mấy triệu một cặp, 23 triệu một cặp. Có mọi người ạ. Hàng new nha mọi người, chứ phải ở đây không phải là hàng bãi nha mọi người. Cái kiểu này kiểu nó như gan á. Nó như gan hay sao á. Nặng á. Nhỏ mà rất là nặng. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bên trong phần tầng và các bo mạch của nó. Wow, con này nhỏ nhưng mà lại cái có một cái tủ solder. Mọi người cùng xem và mọi người cũng tự đánh giá nha. Thiên Vũ sẽ chỉ quay cho mọi người thôi, sẽ không đánh giá và không bình luận bất kỳ gì. Thiên Vũ rất là muốn mọi người đánh giá. Đây, nó cũng có, để nó đây là dòng V8. Phân tầng của dòng V8 nó có ghi rõ ràng nè. À, đây là Mivec Pro V8. Đây là dòng series V của nó luôn, Conrest. Rồi, Rossover. Rồi, và đây là hai con. Cái chất liệu đây của nó làm nhìn nó độc, màu đẹp cực kỳ. Rồi, để dỡ dây lên cho mọi người cùng xem. Và đây là bên trong của nó. Rồi, nó có hai cái tủ này nè. Rồi, thì nó chỉ có như thế thôi. Thiên Vũ đã quay chia sẻ cho mọi người. Mọi người đánh giá giữa hai dòng này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới. Chia sẻ cho mọi người cùng thảo luận và bình luận và đánh giá con này. Nếu có dịp các bạn có thể đến nghe, Thiên Vũ sẵn sàng mở luôn cái ruột và cho mọi người nghe và trải nghiệm. Nhớ đừng quên đăng ký like và subscribe channel của mình. Và đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để xem được thông báo những video clip mới nhất từ Thiên Vũ đến chia sẻ về là trong lĩnh vực âm thanh và karaoke cho mọi người. Bye! Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.